Cả nhà ăn cơm chưa? Tối mòi này. Con chào ba. Đấy. Vào vào xem bà làm bánh. Đấy, làm xong rồi. Đấy. Vào làm xong rồi nhưng mà vào thăm bếp của bà đó. Đấy. Cả nhà ấy, bà vừa làm bánh xong này. Không được quay lúc mà bà làm đâu nhưng mà xem sản phẩm của bà ngày mai đi chợ này. Đây ai mua thì ra chợ Đồng Văn nhá. Chợ Đồng Văn cứ thứ bảy hàng tuần nhá, bà bán ở góc ở gần chỗ mà bán này. À, bán đồ đồ chín ấy. Nhưng bây giờ chắc là cũng nghỉ hết rồi, chỉ có một số anh nhỉ. Làm hết rồi đấy, Đấy. À được được mở lại chợ bà nhỉ. mở chợ rồi đó. Đấy. Đây cả nhà đây thịt treo này. Đấy lâu lắm rồi. Đây thịt treo này. Thịt treo rất là ngon, thịt bò khô nằm ở trên đúng không anh? Ừ, rất ngon luôn. Tuyệt vời luôn, đây là ẩm thực vùng cao nhá. Đấy. Đấy, ngồi bên bếp lửa hồng luôn. Đấy, rất là chất vùng cao luôn, đấy. Vùng cao thì bây giờ chợ thì cũng mở lại rồi nhưng mà cũng hạn chế là việc đi lại nhưng không sao, đồng bào vẫn này. Đi chợ bình thường. Xúc xích này là chắc là bà làm để ăn Tết thôi nhỉ, không bán đâu bà nhỉ? À, của chị à, chị làm à? Ừ. Chị làm để ăn đúng không chị Diệu? Chắc này không để bán rồi. Cái để ăn thôi, ngon thôi. Đây có cả ớt khô này. Đấy. Ớt vùng cao, treo, ớt treo gác bếp. Ừ. Chống Covid là ăn ớt nhiều vào. Đấy, thịt treo này. Anh Hoàng em mấy hôm nay đi trường không? Vẫn đi à? Đấy, nhà bà cạnh nhà A Páo nhá. Bà làm rất nhiều đồ, thịt treo, thịt lợn treo này. Lạp sườn treo này. Lạp sườn này chắc là một tầm Tết này một tầm 5 đến 600 một cân bà nhỉ. Bề loại này bây giờ gần Tết là đắt lắm ấy. Đấy, gia đình làm để ăn thôi nhá, không phải dùng để bán. Tranh thủ này. Đấy bà gói góm đi đi chợ này. Ôi cái gì bà? Này này này, lấy đi này, Không không con không lấy đâu. lấy đi, lấy hồi dù Bây dù giờ lấy đi này, bà cho lấy à? Cả nhà vào chơi với bà lại cho bánh này. có gì mà to lớn, Đấy lấy to con xin bà đấy, bà cho bánh này tí về ăn luôn, chấm tương ớt ăn rất ngon. cảm ơn đó. Tối mò mò vào thăm bà thì bà cho bánh này. Rồi. Rồi, chào cả nhà nhá, quay video để cho cả nhà biết là sát nhà A Páo có ông bà chuyên làm bánh. Đấy. Bánh này gọi là tên nó là gì bà nhỉ? Bánh quẩy vùng cao này. Bánh quẩy vùng cao này. Đấy, làm Tết luôn. Chắc thì chỉ có bán ở trong địa bàn huyện Đồng Văn thôi. Không bán đi xa được bởi vì là không ship được loại này. Loại này ship lười lắm. Ăn nóng. Ăn nóng mới ngon. Rất ngon nhá. Này, ui dồi ôi. Rất ngon luôn. Con ăn thử luôn cho cả nhà xem. Con xin bà nhá. Đi chấm nước mắm hắn ăn. Ừ, không cần chấm đâu bà. Con ăn nóng này ngon. Ừ. Ngon là thốt mềm, thốt vậy vừa mềm. Ăn cái này no đến hết đêm. Chị ơi, chị bán bánh chị ơi. Bà cho. Ăn bánh này chống Covid thì sao? Ừ, bánh này có cái chống Covid đấy nhỉ? Rất ngon. Ăn bánh này no đến hết đêm thật. Vừa ăn xong mà. Thấy bánh của bà ngon quá, bà cho con ăn Ngày luôn. mai không ăn được, ngày mai bỏ vào Ừ. cơm đi, hấp nó lại mềm Tí mà. nữa nửa đêm kiểu gì thì ăn. Ngon. Ừ. Ngon ngon. Thôi bà nghỉ ngơi nhá, con về nhá.
Rồi bà cho bánh mang về đây. Rồi con xin bà. Thằng cu. Rồi chào cả nhà. Em chào chị Diệu nhá. Đấy, bà cho bánh mang về thôi. Em chào nhà.